Trong những ngày cả thế giới đang bị xáo trộn bởi đại dịch Covid-19, thêm một lần nữa chúng ta nhận thấy rằng nhận thức của mỗi cá nhân về dịch bệnh có ý nghĩa vô cùng to lớn giúp đẩy lùi đại dịch. Cả loài người đang gồng mình lên để chống dịch. Các chính phủ đang nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn tính mạng cho mỗi người dân. Ôn cố nhi chi tân, chúng ta hãy cùng điểm lại một vài đại dịch đã từng ảnh hưởng lớn đến lịch sử loài người, nhưng mong như một lời cảnh tỉnh để cùng chung tay chống lại đại dịch mà loài người đang phải đối mặt. Đại dịch có thể được hiểu là dịch bệnh xuất hiện trên toàn cầu hoặc trên một khu vực rộng lớn xuyên qua biên giới quốc gia và thường có ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tổ chức Y tế Thế giới chia đại dịch thành 6 giai đoạn, miêu tả quá trình một loại virus mới nhiễm trùng một vài người đầu tiên rồi phát triển thành dịch. Điều này bắt đầu chủ yếu là sự lây nhiễm ở động vật với một vài ca động vật lây nhiễm qua người. Sau đó đến giai đoạn virus bắt đầu phát tán trực tiếp giữa người sang người. Và cuối cùng là dịch bệnh khi sự lây nhiễm phân bố trên phạm vi toàn cầu. Dịch tả. Từ một bệnh có quy mô địa phương, bệnh tả đã trở thành một bệnh lây truyền và gây chết người nhiều nhất trong thế kỷ 19. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Dịch tả lần thứ nhất từ năm 1816 đến năm 1826. Trước đó chỉ phân bố trong khu vực tiểu lục địa Ấn Độ, bắt đầu ở Bengal, sau đó lan khắp ra Ấn Độ vào năm 1820. 10.000 binh lính Anh và không biết bao nhiêu người Ấn Độ đã chết trong suốt đại dịch này. Dịch bắt đầu lan sang Trung Quốc, Indonesia, có hơn 10.000 người trên đảo Java đã chết và vùng biển Caspi trước khi tản lụi. Số ca tử vong ở Ấn Độ từ năm 1817 đến năm 1860 ước tính hơn 15 triệu người và khoảng 23 triệu người chết từ năm 1865 đến năm 1917. Số ca tử vong ở Nga trong cùng thời kỳ lên tới hơn 2 triệu người. Dịch tả lần thứ hai từ năm 1829 đến năm 1851 xảy ra ở Nga, Hungary, Đức, London, Anh, Pháp, Canada, Hoa Kỳ và bờ Thái Bình Dương của Bắc Mỹ vào năm 1834. Hai năm sau khi dịch bùng phát ở Anh và xứ Wales năm 1848, đã có 52.000 người chết. Có nguồn cho rằng 150.000 người Mỹ đã chết do bệnh tả trong khoảng từ năm 1832 và năm 1849. Dịch tả lần thứ ba từ năm 1852 đến 1860 chủ yếu ảnh hưởng ở Nga với hơn 1 triệu ca tử vong. Năm 1852, bệnh tả lan sang phía đông đến Indonesia và sau đó xâm nhập vào Trung Quốc, Nhật Bản năm 1854. Philippines bị nhiễm năm 1858 và Triều Tiên năm 1859. Vào năm 1859, dịch đã bùng phát trở lại Bengal và lây lan sang Iran, Iraq, Ả Rập và Nga. Trên khắp đất nước Tây Ban Nha, bệnh tả đã gây ra hơn 236.000 ca tử vong trong khoảng năm 1854-1855. Ở Mexico có khoảng 200.000 người chết. Dịch tả lần thứ tư năm 1863-1875 lây lan chủ yếu ở châu Âu và châu Phi, có ít nhất 30.000 trong tổng số 90.000 hành khách hành hương là nạn nhân của dịch bệnh. Dịch đã cướp đi 90.000 mạng người ở Nga năm 1866.
Năm 1866, dịch bùng phát ở Bắc Mỹ, giết khoảng 50.000 người. Dịch tả lần thứ 5, 1881-1896. Dịch tả năm 1883 đến 1887 đã cướp đi 250.000 người châu Âu và ít nhất 50.000 người ở châu Mỹ. Bệnh tả đã giết chết 260.000 người ở Nga, 120.000 người ở Tây Ban Nha, 90.000 người ở Nhật và 60.000 người ở Ba Tư. Dịch tả lần thứ 6 từ năm 1899 đến năm 1923. Đại dịch lần này ảnh hưởng ít ở châu Âu do những cải tiến trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhưng ở Nga vẫn bị ảnh hưởng nặng nề với hơn 500.000 người chết. Đại dịch đã giết chết 800.000 người ở Ấn Độ. Giai đoạn năm 1902-1904, bệnh tả đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người Philippines. Có 27 lần dịch bệnh đã được ghi nhận là trong các thời kỳ hành hương đến thánh địa Mecca từ thế kỷ 19 đến năm 1930. Và có hơn 20.000 người hành hương đã chết vì bệnh tả trong khoảng từ 1907 đến 1908. Dịch tả lần thứ 7, 1962-1966, bắt đầu từ Indonesia, gọi là Entor, và sau đó đến Bangladesh năm 1963, Ấn Độ năm 1964 và Liên Xô năm 1966. Dịch cúm. Trong lịch sử, nhà vật lý Hy Lạp Hippocrates, cha đẻ của y học, đã miêu tả dịch cúm bắt đầu xuất hiện từ năm 412 trước công nguyên. Đại dịch cúm lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1580 và kể từ đó, các đại dịch cúm diễn ra cứ mỗi 10 đến 30 năm một lần. Đại dịch cúm năm 1889-1890 hay còn gọi là cúm Nga. Nó có mức độ tấn công và tỷ lệ tử vong rất cao, đã gây ra khoảng 1 triệu người chết trong đại dịch này. Cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919 bắt đầu được xác định từ tháng 3 năm 1918, sau đó nhanh chóng lây lan ra các vùng và gây ra cái chết cho hàng triệu người. Trong khoảng 6 tháng đã có 50 triệu người chết, 17 triệu người chết ở Ấn Độ, 675.000 người chết ở Hoa Kỳ, 200.000 người ở Vương quốc Anh. Cúm châu Á 1957-1958 đã làm khoảng 70.000 người chết ở Hoa Kỳ, lây lan sang châu Á và làm ảnh hưởng đến rất nhiều vùng. Tổng số người chết trong đại dịch cúm này vào khoảng 2 triệu người trên toàn cầu. Cúm Hồng Kông 1968-1969, virus H3N2 làm chết 34.000 người ở Hoa Kỳ. Sau đó lây lan sang Hồng Kông, lây lan vào một số vùng khác, gây ra cái chết cho trên 1 triệu người ở toàn cầu. Cúm H1N1 2009, người ta ước tính 11-21% dân số toàn cầu lúc bấy giờ, ước tính khoảng 68 tỷ người, đã dương tính mắc bệnh cúm H1N1. Tuy nhiên, với khoảng 150.000 đến 575.000 trường hợp tử vong, đây là một trong những dịch cúm có tỷ lệ tử vong thấp hơn các đại dịch cúm trước đây. Bệnh đậu mùa. Đậu mùa là căn bệnh rất dễ lây lan do virus variola gây ra. Bệnh này đã giết chết khoảng 400.000 người châu Âu mỗi năm trong suốt những năm cuối của thế kỷ 18. Trong suốt thế kỷ 20, số người chết do đậu mùa ước tính có thể là 300 đến 500 triệu người. Gần đây, vào đầu thập niên 1950, có khoảng 50 triệu ca đậu mùa xảy ra trên toàn thế giới mỗi năm.
Sau các chiến dịch tiêm vaccine phòng chống đậu mùa thành công suốt thế kỷ 19 và 20, WHO đã chứng nhận xóa sổ đậu mùa vào tháng 12 năm 1979. Cho đến ngày nay, đậu mùa là bệnh duy nhất lây nhiễm người đã bị loại bỏ hoàn toàn. Bệnh sởi. Về lịch sử, sởi có mặt trên khắp thế giới vì nó rất dễ lây nhiễm. Theo chương trình tiêm chủng quốc gia Hoa Kỳ, 90% người dân bị nhiễm sởi vào tuổi 15. Trước khi vaccine được đưa ra vào năm 1963, có khoảng 3-4 triệu ca nhiễm ở Hoa Kỳ mỗi năm. Trong khoảng 150 năm qua, sởi đã giết chết 200 triệu người trên toàn cầu. Chỉ riêng năm 2000, sởi đã giết chết khoảng 770.000 người trên toàn cầu trong tổng số 40 triệu ca nhiễm. Năm 1529, sởi bùng phát ở Cuba đã giết chết 2/3 trong số người bản địa từng mắc bệnh đậu mùa. Dịch đã tàn phá Mexico, Trung Mỹ và cả nền văn minh Inca. Bệnh lao. 1/3 dân số hiện tại của thế giới đã nhiễm bệnh lao và các ca nhiễm mới phát hiện với tốc độ 1 ca trên 1 giây. Khoảng 5-10% các ca nhiễm tiềm ẩn cuối cùng sẽ phát triển thành bệnh hoạt động. Trong đó, nếu không được điều trị sẽ giết chết hơn phân nửa số nạn nhân. Hàng năm, 8 triệu người phát bệnh lao và 2 triệu người chết do bệnh này trên toàn cầu. Trong thế kỷ 19, lao đã giết chết khoảng 1/4 người trưởng thành ở châu Âu. Vào năm 1918, một trong 6 ca tử vong ở Pháp là do bệnh lao. Vào cuối thế kỷ 19, 70-90% trong số cư dân đô thị ở vùng châu Âu và Bắc Mỹ bị nhiễm lao. Và khoảng 40% ca tử vong trong tầng lớp lao động ở các thành phố là do virus lao. Trong thế kỷ 20, bệnh lao đã giết chết khoảng 100 triệu người. Lao vẫn là một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất đối với thế giới trong thời kỳ phát triển ngày nay. Bệnh phong. Bệnh phong là một loại bệnh do vi trùng gây ra. Đây là loại bệnh mãn tính với thời gian ủ bệnh lên đến 5 năm. Từ năm 1985, 15 triệu người trên thế giới đã được chữa khỏi bệnh phong. Năm 2002, có 763.917 ca mới được phát hiện. Ước tính có khoảng 1 đến 2 triệu người bị tàn tật vĩnh viễn do bệnh phong gây ra. Theo các tài liệu, bệnh phong đã từng ảnh hưởng đến con người ít nhất từ khoảng 600 năm trước công nguyên và đã được ghi nhận trong các nền văn minh của Trung Quốc, Ai Cập và Ấn Độ cổ đại. Trong suốt thời kỳ thượng trung cổ, Tây Âu đã từng chứng kiến sự bùng nổ chưa từng thấy của bệnh phong. Bệnh sốt rét. Sốt rét phân bố rộng khắp các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Mỗi năm có khoảng 350-500 triệu ca sốt rét. Hiện nay, một trong những vấn đề nghiêm trọng đặt ra đó là tình trạng kháng thuốc của virus sốt rét. Sốt rét từng phổ biến ở châu Âu và Bắc Mỹ, nơi mà ngày nay nó không còn tồn tại. Sốt rét có thể đã góp phần làm suy yếu đế quốc La Mã. Dịch bệnh này đã trở nên nổi tiếng với tên gọi sốt La Mã. Sốt rét đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với người dân thuộc địa và người bản địa khi nó được du nhập vào châu Mỹ cùng với việc buôn bán nô lệ. Đến năm 1830, sốt rét đã tác động đến Tây Bắc Thái Bình Dương. Trong nội chiến Hoa Kỳ có hơn 1,2 triệu ca sốt rét trong số lính của hai phía. Phía Nam Hoa Kỳ tiếp tục bị ảnh hưởng với hàng triệu ca sốt rét trong thập niên 1930. Sốt da vàng. Sốt da vàng là một trong những căn bệnh có sức tàn phá khủng khiếp đối với cuộc sống của loài người. Các thành phố xa về phía bắc của New York, Philadelphia và Boston đã từng bị dịch bệnh này tấn công. Năm 1793, một trong những dịch bệnh sốt da vàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ
đã giết chết 5.000 người dân Philadelphia, chiếm gần 10% dân số của thành phố này. Khoảng phân nửa công dân đã rời bỏ thành phố, bao gồm cả Washington. Khoảng 300.000 người được tin là đã chết do sốt da vàng ở Tây Ban Nha trong thế kỷ 19. Trong thời kỳ thuộc địa, châu Phi trở nên nổi tiếng vì các nấm mộ của người da trắng do sốt rét và sốt da vàng gây ra. Bệnh dịch hạch. Đại dịch Antonine từ năm 165 đến năm 180 còn được gọi là đại dịch Galen. Tên của bác sĩ Hy Lạp sống ở đế quốc La Mã đã mô tả dịch bệnh này là một đại dịch cổ đại đã được đưa tới đế quốc La Mã bởi lực lượng quân đội trở về từ các chiến dịch tại vùng Cận Đông. Các học giả đã nghi ngờ nó là bệnh đậu mùa hoặc bệnh sởi, dịch hạch, nhưng nguyên nhân thực sự vẫn chưa được xác định. Tổng số ca tử vong ước tính lên đến 5 triệu và căn bệnh này đã giết chết 1/3 dân số ở một số vùng và tàn phá quân đội La Mã. Cái chết đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ 14, mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ 1346 đến 1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á từ 75 đến 200 triệu người. HIV/AIDS. HIV lây lan sang Hoa Kỳ và nhiều nơi khác của thế giới bắt đầu vào khoảng năm 1969. HIV, loại virus gây bệnh AIDS, hiện là một đại dịch với tốc độ lây nhiễm khoảng 25% ở Nam và Đông Châu Phi. Năm 2006, tỷ lệ nhiễm HIV trong số phụ nữ mang thai ở Nam Phi là 29,1%. Việc giáo dục hiệu quả về an toàn tình dục và cảnh báo lây truyền qua đường máu đã giúp làm giảm tốc độ lây nhiễm ở nhiều nước thuộc châu Phi với sự hỗ trợ của nhiều chương trình quốc gia. Hiện nay tốc độ lây nhiễm HIV đang tăng trở lại ở châu Á và châu Mỹ. Ước tính AIDS có thể giết chết 31 triệu người dân Ấn Độ, 90 đến 100 triệu dân ở châu Phi vào năm 2025. Đại dịch SARS 2002-2003. SARS hay còn gọi là hội chứng hô hấp cấp tính nặng là một chứng bệnh hô hấp ở con người gây ra bởi virus. Giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, bùng phát dịch SARS ở Hồng Kông và gần như trở thành một đại dịch với 8.422 trường hợp nhiễm và 916 ca tử vong trên toàn thế giới. Trong vòng vài tuần, SARS đã lây lan từ Hồng Kông sang 37 quốc gia khác trên toàn thế giới. SARS không được tuyên bố đã được loại trừ giống như bệnh đậu mùa bởi vì nó vẫn có mặt trong các vật thể tự nhiên của nó là quần thể động vật và có khả năng quay trở lại trong tương lai bất kỳ lúc nào. Trường hợp tử vong của SARS là ít hơn 1% ở người độ tuổi dưới 24 hoặc trẻ hơn, tỷ lệ 6% tử vong đối với người từ 25 đến 44 tuổi, tử vong 15% đối với những người 45 đến 64 tuổi và hơn 50% tỷ lệ tử vong đối với những người trên 65 tuổi. Đại dịch COVID-19 2019-2020. Coronavirus, chủng mới hay còn gọi là SARS-CoV-2, lần đầu tiên lây nhiễm 43 người tại chợ hải sản Hunan ở trung tâm thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, dịch đã lan rộng ra toàn cầu với hàng trăm quốc gia. WHO đã chính thức công bố đây là đại dịch toàn cầu. COVID-19 đã gây ra những tác hại nghiêm trọng và toàn diện tới toàn cầu. Kinh tế đình trệ, ngoại giao xáo trộn, xã hội đảo lộn, cuộc sống của người dân và hoạt động của các chính phủ không thể diễn ra bình thường. Hậu quả mà COVID-19 để lại cho loài người không thể lường hết được. Các nhà khoa học hàng đầu đang ra sức nghiên cứu vaccine phòng và điều trị bệnh, nhưng chưa thể ngay lập tức có kết quả. Điều này cho thấy con đường để khống chế, đẩy lùi bệnh còn rất gian nan.
Hơn bao giờ hết, đây là lúc không ai được đứng ngoài cuộc, tất cả phải chung tay phòng chống dịch bệnh. Mọi biểu hiện lơ là, chủ quan đều có thể phải trả giá rất đắt. Đối với những nền kinh tế trung bình như Việt Nam, nếu để đại dịch bùng phát thì việc kiểm soát và phản ứng sẽ vô cùng khó khăn. Vì cuộc sống và hạnh phúc của chính mình, hãy chung tay phòng chống COVID-19.